Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời Thánh Vịnh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta và lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương đoái đến người thân của chúng ta là cha cố Du Xe vừa qua đời. Biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài luôn chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và cất tấm khăn liệm trải trên mọi nước, cất màn xô đan khắp các nước. Tử thần, người sẽ vùi đi luôn mãi. Đức Chúa Giê-hô-va sẽ lau sạch nước mắt khỏi mọi dung nhan và cái nhục của dân người. Người sẽ cắt khỏi toàn cõi đất, vì Giê-hô-va đã phán. Trong ngày ấy, người ta sẽ nói, này đây Thiên Chúa của ta, chính nơi người ta trông cậy, mong người cứu ta. Chính người là Giê-hô-va, ta trông cậy nơi người. Ta hãy hân hoan vui sướng trong ơn tế độ của người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với Thiên Chúa không còn có tang, tang chỉ sự chết. Màu trắng nhắc đến sự chết, nhưng Thiên Chúa sẽ vùi đi, cắt đi, không còn thứ chết đó nữa. Người thân chúng ta bị vùi dưới lớp vải trắng. Con người xác thịt kể như không còn có mặt trên trần gian này nữa. Chúng ta mang tang là để tưởng nhớ đến người thân của chúng ta đã ra đi. Như vậy, tuy người thân chúng ta không còn sống trong cuộc sống trần gian này, thế nhưng như thế không có nghĩa là đã chấm dứt tất cả. Người thân của chúng ta đã ra đi, nhưng chúng ta vẫn nhớ mãi. Nhớ để cầu nguyện, nhớ để tiếp tục yêu thương và nhớ để hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại người thân chúng ta trên cõi vĩnh hằng. Làm phép tang. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này, nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta là cha cố Giuse chống đạt tới ngày hạnh phúc viên mãn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này,
để biên chung từ dấu chỉ của sự biệt ly, tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ uy an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn niềm vui. Nghi thức tưởng niệm, chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Chúa. Chúng con kiêm tôn phó dâng cho Chúa người anh em chúng con đây là cha cô Giuse. Khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này, người anh em chúng con đã được Chúa luôn hết lòng yêu thương. Giờ đây xin Chúa truyền cho người anh em mà Chúa cho thoát khỏi mọi sự dữ, được vào nơi an nghỉ muôn đời. Vậy chúng con cầu xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tới Chúa sau khi thoát khỏi mọi sự dữ, được vào thiên đàng, nơi không còn phải khóc lóc, than vang và đau khổ nữa, nhưng được hưởng bình an và hoan lạc cùng với con Chúa và Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu Kitô đi đến một thành gọi là Na-in. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Ngài. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, người chặn lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giu-đê và vùng phụ cận. Đó là lời Chúa. Thánh Chúa Kitô, lời Thánh Chúa. Cộng đoàn phục vụ thân mến, sinh lão bệnh tử là cuộc hành trình của con người, ai cũng phải trải qua. Cha cố Giuse của chúng ta cũng phải trải qua con đường này. Thế nhưng trong cái thân phận cát bụi ấy,
chúng ta lại chứa chan niềm vui bởi niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phục sinh. Chúng ta giờ đây cùng với cha cố để dâng lên Chúa lời cảm tạ, biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho ơn cho cha cố, đặc biệt hồng ân thánh chức linh mục 51 năm linh mục của Ngài. Và còn hơn thế nữa, khi Ngài đã sống trọn vẹn sự tín chung vào Chúa đến hơi thở cuối cùng, chúng ta tạ ơn Chúa, đồng thời chúng ta cũng dâng lên Chúa cha cố Giuse, bởi vì mang lấy thân phận của con người luôn có những lầm lỗi, những thiếu sót. Xin vì lòng thương xót của Chúa cho cha cố được an nghỉ ngàn thu. Chúng ta hiệp ý cùng cầu nguyện cho cha cố làm phép quan tài. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế, dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho cha cố Giuse được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tơ Chúa là cha cô Giuse được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hướng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy cha, cha đã gọi cha cố Giuse ra khỏi thế gian này để trở về với cha. Xin cho con của cha ngay từ giờ phút này được thoát khỏi vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước cha chung hưởng vinh phúc với các người cha đã chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ôi người, hãy nhớ mình là vui cho. Một mai người sẽ trở về vui cho. Ôi thân phận của con, sẽ trở về vui cho. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lễ cưới. Đời là giấc điệp qua mau, người tiếc chi bóng sầu. Ôi muôn sự đều hao huyền, già cha và đạo điên, một điều vững bền tiên tu, đức tin yêu Chúa trời. Người sẽ trở về.
cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình thương năm con làm mơ một điều, ngày với đêm con cầu xin thắng tiếng, là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phồng sơn Chúa phúc cho con.